con chó hoang này đã 3 ngày không được ăn gì rồi, nó vô cùng đói. Không ngờ mấy tháng sau, nó lại trở thành một anh hùng vĩ đại của cả đất nước. Chú chó bất lực nhìn vào chiếc bánh trên tay người phụ nữ. Một binh sĩ tên là Robert thấy nó đáng thương nên ném cho nó một chiếc bánh quy. Chú chó Stubby nhanh chóng ăn hết chiếc bánh đó, nhưng nó vẫn đói. Sau đó Stubby theo sát sau đội muốn xin thêm chút đồ ăn. Cứ như vậy nó theo cả đội đến bên ngoài doanh trại, nhưng lúc này lại bị cảnh binh chặt lại. Cảnh binh mắng nó là đồ chú chó lang thang, kêu nó nhanh chóng rời đi. Nhưng Stubby nhìn theo bóng lưng Robert ở phía xa rất không cam tâm. Sau đó nó tìm được một cái lỗ lén lút vào doanh trại. Lúc này một mùi hương đã thu hút nó, hóa ra là miếng thịt sườn thơm ngon. Nhưng còn chưa đợi Stubby kịp hút hà liền bị đầu bếp dùng chảo sắt đuổi đi. Stubby chỉ đành hoảng sợ bỏ chạy khỏi nhà bếp. Vừa chạy khỏi nhà bếp liền đâm phải một binh sĩ. Nhìn kỹ lại hóa ra là chàng trai Robert. Stubby vui mừng leo lên người anh không ngừng làm lũng. Nhưng Robert đang phải nghe theo giáo huấn không có tâm trí để ý đến nó, nhanh chóng nháy mắt cho qua chuyện kêu nó đi chỗ khác. Nhưng Stubby cứ đứng đó nhìn anh chàng Robert không chịu đi, vì Stubby lang thang từ nhỏ, mỗi ngày bị đuổi đánh, mà Robert là người duy nhất trên thế giới này mang đến cho nó sự ấm áp. Vì vậy Stubby đã quyết định nhận Robert là chủ của mình. Vì quá hạnh phúc, Stubby không nhịn được mà sủa lên. Âm thanh này cũng trực tiếp thu hút được sự chú ý của đội trưởng. Đội trưởng hỏi đây là chó của ai. Robert sợ đến mức không dám lên tiếng. Không ngờ Stubby trực tiếp quay đầu lại nhìn Robert. Điều này khiến chàng trai Robert mất đi sự bình tĩnh. Có điều đội trưởng thấy Stubby rất thông minh và lanh lợi, không những không xua đuổi nó đi, mà ngược lại còn chỉ định Robert lấp thức ăn cho nó. Cứ như vậy Stubby coi doanh trại nơi đây là nhà của mình, và ở đây nó không bị đói nữa. Mỗi ngày vào bữa ăn nó còn có thể cùng Robert đến nhà ăn, đến tối cũng có chỗ để ngủ. Mặc dù là ngủ ở sàn nhà nhưng cũng tránh được mưa gió. Mỗi buổi sáng chỉ cần đội trưởng gõ kẻng, chú chó Stubby sẽ hưng phấn bò lên người Robert gọi anh ấy dậy. Sau đó kiên nhẫn đi cùng chàng trai Robert, bắt đầu một ngày luyện tập chăm chỉ. Lúc đầy Stubby không phân biệt được phương hướng, nhưng nó rất thông minh đã học được cách hành quân. Chỉ thấy nó đi theo kiểu hành quân của con người, tư thế này cũng không thua quân nhân là mấy. Hoàn thành nhiệm vụ nóng người, bọn họ bắt đầu cuộc huấn luyện chạy nước rút khoảng 10 km. Stubby đồng hành cùng Robert vượt qua các chướng ngại vật, sau đó bắt đầu đi bộ trên xà thăng bằng. Nhưng Robert lại không may bị rơi xuống đất. Stubby thất vậy liền nhanh chóng chạy đến cổ vũ và an ủi. Vì thế Robert kiềm chế lại nỗi đau rồi bắt đầu lại từ đầu. Stubby cùng với Robert thành công vượt qua hàng rào thép gai, trở thành binh sĩ đầu tiên hoàn thành buổi huấn luyện. Sau đó đội trưởng hạ lệnh, Stubby cũng học theo các binh sĩ ưỡn ngực đứng thẳng. Cứ như vậy một ngày huấn luyện vất vả đã kết thúc. Stubby và Robert cuối cùng cũng có giây phút giải trí, chơi đùa vẻ dưới ánh hoàng hôn. Trước khi đi ngủ vào buổi tối, Robert đột nhiên có một sĩ tưởng táo bạo, bắt đầu dạy chú chó Stubby cách hành quân. Nhìn bộ dạng này có vẻ như nó đã học được khá nhiều. Ngày hôm sau tiếp tục buổi huấn luyện, nhưng đại tá bất ngờ đến kiểm tra. Khi anh ấy nhìn thấy có một chú chó trong hàng lối, anh tức giận hỏi chú chó này là của ai, hãy trốn ra sau anh chàng Robert. Robert chỉ có thể nhanh chóng hành lễ nhận đó là chú chó của mình. Stubby nhanh chóng học theo cử chỉ của Robert hành lễ với đại tá. Hành động dễ thương này của Stubby đã khiến đại tá động lòng trắc ẩn. Vì vậy anh ta không đuổi Stubby đi, thậm chí trước mặt mọi người còn tuyên bố Stubby cũng là một binh sĩ. Chẳng bao lâu sau chiến tranh đã xảy ra, chú chó Stubby theo Robert đến tiền tuyến. Một Stubby hoạt bát đột nhiên trở nên yên lặng, bởi vì nó nhìn được khuôn mặt của đồng đội, sợ hãi và bối rối chưa từng có. Khi bọn họ đón bình minh đầu tiên ở chiến trường, nhưng không ngờ thứ chào đón bọn họ chính là một quả pháo, nổ ngay trước mặt họ. Tiếp sau đó lại đến một quả khác, Stubby bị dọa cho nhất thời không biết làm sao. Trong lúc hỗn loạn, Robert nhanh chóng ôm lấy Stubby, may mắn thoát khỏi một khẩu đại bác. Sau làn khói thuốc súng, Stubby bỗng chốc bị gò đất phía trước thu hút, hình như nó đã phát hiện ra thứ gì đó. Vì vậy nó bất chấp bom đạn nguy hiểm chạy đến. Chú chó này đang đào điên cuồng, nó dường như đã phát hiện ra gì đó, đột nhiên sủa lên cứu hộ. Sau khi nghe thấy tiếng vàng mang cắn đến, thì ra một người lính đã bị vùi lấp trong đất đá. Được chú chó phát hiện được rất nhanh, người lính thành công được cứu. Chú chó thực sự rất tuyệt vời, lần đầu tiên ra chiến trường đã đóng góp công lao to lớn. Chẳng bao lâu sau, Stubby lại cùng Robert ra ngoài trinh thám. Bọn họ lén lút theo dõi nhất cử nhất động của quân Đức. Không ngờ phát xít Đức đáng ghét lại muốn sử dụng khí độc, vì vậy bọn họ nhanh chóng quay trở về. Đúng lúc này một binh sĩ Đức đã nhắm đến họ. May thay chú chó Stubby lập tức phát hiện ra, trực tiếp đẩy Robert ngã xuống, mới khiến anh may mắn thoát khỏi phát súng đó. Nhưng bọn họ không có thời gian để chống trả. Anh dâu quay nón kéo theo Robert liều mạng chạy đến chỗ ngựa đang chờ, nhưng quân Đức nổ súng dọa mấy chú ngựa. Thế là mấy chú ngựa bị dọa cho sợ hãi mà chạy đi. Robert chỉ đành lấy mặt nạ phòng độc, ra hiệu Stubby nhanh chóng quay về doanh trại thông báo. Stubby không dám chảnh mảng, nhanh chóng chạy điên cuồng về phía doanh trại. Đúng vào lúc này quân Đức bắn khí độc ra. Rất nhanh khí độc bắn lên không trung và lan nhanh ra. Đúng vào thời khắc sinh tử này, Stubby cuối cùng cũng về đến doanh trại. Nó nhanh chóng chạy đến trước mặt đội trưởng, cắn lên mặt nạ phòng độc đeo trên thắt lưng của
của đội trưởng, không ngừng sủa lên điên cuồng. Đội trưởng nhanh chóng hiểu ra, vội vàng đeo mặt nạ phòng độc lên, sau đó chạy lên gõ chuông thông báo. Sau khi thông báo vị trí, Stabby lại nhanh chóng vào doanh trại. Đầu tiên nó lấy mạ chống độc trong túi của binh sĩ ra, sau đó sủa lớn lên. Mọi người rất nhanh hiểu được ý của Stabby, nhanh chóng di chuyển đến vị trí an toàn. Sau đó khi khí độc bay đến chiến trường, các binh lính vì kịp đeo mặt nạ phòng độc, nhẹ nhàng giải quyết được âm mưu của quân Đức. Những khí độc vẫn lan ra phía ra chiến trường, vì vậy Stabby lại nhanh chóng chạy về thôn trang. Thấy dân làng thì không ngừng sủa lên cảnh báo. Những người dân làng đang ầm ầm ngay lập tức trở nên cảnh giác. Người phụ nữ phát hiện trên bầu trời có khí độc, vì vậy dân làng lần lượt đeo mặt nạ chống độc lên, sau đó đóng cửa lại. Lúc này Robert cũng kịp thời đuổi đến nơi. Robert cúi người xuống nắm lấy Stabby lôi lên ngựa, sau đó nhanh chóng trốn vào nhà kho. Nhưng xuất hiện vấn đề rồi, vì chú chó Stabby không có mặt nạ phòng độc. May thay anh chàng có râu trong cái nguy ló cái khôn, anh tìm được chiếc khăn bị ướt rồi quấn quanh đầu Stabby. Lúc này mới thoát khỏi được khí độc đang không ngừng lan ra. Chẳng bao lâu sau, khí độc cũng dần dần tan hết. Dân làng lại ra đường cảm ơn chú chó Stabby đã cứu cả một ngôi làng. Quân Đức thả khí độc không thành, trực tiếp khởi động một đợt tấn công thứ hai. Tình hình bây giờ càng khó khăn hơn, rất nhiều binh sĩ đã bị thương nặng, còn có không ít người đã hy sinh ngay trên chiến trường. Stabby thấy vậy nhanh chóng ra trận, trước nguy hiểm trùng trùng không ngừng tiến về phía trước, mặc cho bom đạn bắn phá không ngừng xung quanh, nhưng nó không hề sợ hãi một chút nào. Rất nhanh Stabby dừng lại sau một bức tường đổ nát, nó dường như đã phát hiện ra cái gì đó. Chú chó Stabby dựa theo mùi liền tìm thấy một người bị thương. Stabby vội vàng sửa to lên hô hoán ứng cứu. Chàng trai Robert muốn tiến lên để ứng cứu, nhưng đành bất lực vì bom đạn của quân Đức quá dữ dội. Đội trưởng ngay lập tức thả bom khói. Rất nhanh bom khói dày đặc bao quanh người bị thương. Nhân lúc có khói che chở bọn họ cứu được đồng đội, nhưng Stabby không dám dừng lại xông thẳng vào làn khói. Nó lại tìm thấy mấy người đồng đội đang bị thương nữa. Cuối cùng những đồng đội bị thương đều lần lượt được giải cứu. Binh sĩ trên chiến trường thấy được sự dũng cảm của chú chó Stabby thì vô cùng kinh ngạc. Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Dưới làn đạn pháo của quân Đức mang theo hung thần đuổi đến. Anh chàng Robert nhìn Stabby đột nhiên có một ý tưởng. Stabby thông minh hiểu được thì nhanh chóng chạy về phía quân địch, sau đó chơi trò mèo đuổi chuột. Quân Đức lập tức đuổi theo Stabby. Lúc này Robert và anh dâu quai nón sớm đã mai phục phía trước. Rất nhanh Stabby đã lôi kéo được kẻ địch. Robert và anh dâu quai nón nhân cơ hội lao ra từ phía sau, cứ như vậy nhẹ nhàng đánh bại được kẻ thù. Anh có dâu chịu trách nhiệm mang kẻ địch về doanh trại. Anh chàng Robert vẫn tiếp tục chiến đấu cùng Stabby. Không ngờ một quả bom nổ tại trận địa, không may một người đồng đội bị thương. Khi Robert giơ súng lên định phản công thì quân Đức lại ném thêm một quả lựu đạn khác, vừa hay rơi xuống trước mặt một người đồng đội. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chú chó Stabby kịp thời xuất hiện đem quả lựu đạn đi. Tiếp đến là một tiếng động trời. Robert lo lắng chạy về phía trước điều tra, thấy Stabby nằm trên mặt đất không cử động. Chàng trai Robert vội vàng ôm Stabby về doanh trại. Anh cầu xin quân y đưa chú chó này về khu cứu hộ, nhưng quân y mất kiên nhẫn nói: "Nó chỉ là một chú chó, đừng lãng phí thời gian của tôi." Robert kích động nói: "Stabby là đồng đội của bọn họ, nó cũng đã cứu rất nhiều đồng đội của chúng ta." Lúc này quân y vô cùng xấu khổ, bởi vậy đưa Stabby và những người khác trở về khu cứu hộ. Sau khi chú chó Stabby rời đi thì Robert vô cùng buồn vã. Một mặt anh ấy hy vọng Stabby có thể ở trong bệnh viện dưỡng thương rồi, nhưng đồng thời anh cũng vô cùng nhớ Stabby. Mà Stabby ở trong bệnh viện vô cùng nhớ Robert. Vì vậy Stabby kéo theo chiếc chân bị thương rời khỏi bệnh viện. Nó quyết định đến chiến trường để tìm anh chàng Robert. Không ngờ khi nó tới chiến trường, phát hiện nơi đây sớm đã thành một đống hoang tàn. Đột nhiên Stabby có một dự cảm không lành, bởi vì nó ngửi thấy mùi quen thuộc của Robert. Nhanh chóng đi về phía trước, không dám chậm trễ dù chỉ một giây. Hóa ra Stabby được đưa đi chưa được bao lâu. Robert cùng với đồng đội thay đổi trận địa. Do thời tiết xấu, anh chàng Robert không may bị cúm. Trong cơn phê anh vẫn không ngừng gọi tên Stabby. Mặc khác Stabby tìm rất lâu mà vẫn không thấy doanh trại của Robert. Nó sớm đã kiệt sức gục xuống đất hết lần này đến lần khác. Nhưng nó quá nhớ anh chàng Robert, vì vậy nó dựa vào ý chí kiên cường đứng lên lần nữa. Nhưng lần này Stabby không thể đứng lên được nữa. Chẳng bao lâu sau Robert cuối cùng cũng tỉnh dậy, phát hiện Stabby khỏe mạnh trở lại thật rồi. Lẽ nào tất cả đều chỉ là ảo giác sao? Không phải, hóa ra đồng đội của Robert ra ngoài đi tuần tra, tình cờ cứu được Stabby. Cứ như vậy Stabby và Robert có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Stabby lo cho Robert không muốn rời đi nửa bước. Dưới sự đồng hành của Stabby, bệnh của Robert cũng có chuyển biến tốt. Mà điều vui mừng hơn chính là quân Đức đã đầu hàng, chiến tranh thảm khốc cuối cùng cũng đã kết thúc. Khi Robert và Stabby về nước thì rất đông người đến đón bọn họ, gặp gỡ những anh hùng, những người đã đóng góp vào hòa bình của nhân loại. Rất nhiên cũng bao gồm chú chó Stabby, người đã lập nhiều chiến công hiển hách. Không ai có thể ngờ được chú chó lang thang năm ấy giờ đây đã trở thành một vị anh hùng. Mà đây không phải là câu chuyện cho trẻ con, mà là một câu chuyện có thật. Tên của nó là Stabby. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye.